những người sống sót sau hai vụ nổ hạt nhân và quy luật sinh tồn trong ngày tận thế. Sau hàng loạt những video về tiên tri trên kênh và những sự trùng khớp trong dự đoán của các nhà tiên tri lớn nhỏ, bạn có nghĩ rằng một thế chiến tiếp theo thực sự sẽ bùng nổ? Mặc dù những tiên đoán này có đáng tin hay không, thì trước tình hình thế giới hiện nay, khi nhiều cuộc xung đột và những kế hoạch chính trị khó đoán của các siêu cường vẫn đang diễn ra, chúng ta vẫn phải quan tâm đến việc làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bản thân trong những tình huống xấu nhất và nguy hiểm nhất. Chẳng hạn như rủi ro các cường quốc tung nước cờ cuối cùng là kích nổ những quả bom nguyên tử. Một vụ nổ hạt nhân xảy ra thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ an toàn cho chính mình? Thế nhưng mặc dù những vụ nổ hạt nhân được đánh giá là có sức sát thương cực mạnh trên diện rộng, nhưng rất ít người biết rằng trong hai vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến thứ hai ở Nhật Bản, vẫn có những trường hợp kỳ diệu đã sống sót. Một trong số đó chính là người đàn ông tên Tsutomu Yamaguchi mà chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Tsutomu Yamaguchi, một kỹ thuật viên đồ họa 29 tuổi của bộ phận đóng tàu thuộc công ty Mitsubishi, đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng khi công tác tại Hiroshima. Anh vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị lên xe buýt để trở về với hai đồng nghiệp thì bất ngờ nhớ mình đã quên một thứ gì đó và quay lại lấy. Trong lúc đi, anh đã vô tình chứng kiến hai chiếc dù nhỏ rơi xuống từ trên trời. Khi đang tự hỏi thứ kỳ lạ ấy là gì thì mọi thứ trước mắt bỗng trở nên chói lòa. Ngay sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra khiến anh bị thương nặng. Sau khi tỉnh lại, Tsutomu Yamaguchi đã phát hiện mình bị bỏng nặng, loét da và một bên tai không nghe được gì nữa. Anh nhận ra rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ hạt nhân do người Mỹ thả xuống, chỉ cách anh khoảng 3 km, ngay tại cầu Aioi. Trải nghiệm kinh hoàng này đã khiến Tsutomu hoảng sợ, thậm chí để lại dấu ấn suốt đời. Vì đã được đào tạo qua một số khóa huấn luyện quân sự, nên anh đã tìm một hầm trú ẩn để nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Tsutomu bắt đầu tìm kiếm hai đồng nghiệp của mình và may mắn cả hai đều còn sống, chỉ bị thương nhẹ. Khi ba người họp lại, họ muốn biết liệu việc đã xảy ra và tìm thêm người giúp đỡ. Vì vậy, cả ba người đã đi theo hướng khu vực thị trấn cũ. Trên đường đi, họ không thể tin vào điều đang xảy ra khi Hiroshima, thủ phủ thương mại sầm uất, bất ngờ biến thành địa ngục trần gian chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Khu vực gần cầu Aioi trong bán kính hàng ngàn mét gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Vật còn sót lại là những tấm kính tan chảy, mái ngói đang sủi bọt và thậm chí dòng sông dưới cầu cũng đang sôi lên. Không ngôi nhà nào còn nguyên vẹn, những ngôi nhà không bị phá hủy thì cũng đang bốc cháy, khắp nơi đều tràn ngập xác người. Những người may mắn sống sót đang trải qua cảnh đau đớn và khó khăn trong thảm họa này. Phần lớn họ bị bỏng nặng, đôi mắt của một số người bị đốt chỉ còn hai hốc mắt. Những người khác bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nguyên nhân của tất cả đến từ một quả bom nguyên tử mang tên Little Boy. Quả bom nguyên tử này chứa 64 kg uranium-235 và sức công phá tương đương khoảng 1,5 vạn tấn năng lượng từ thuốc nổ TNT. Toàn bộ cấu trúc xây dựng trong bán kính 1 km từ đây đều bị phá hủy nặng nề. Những ngôi nhà gỗ trong bán kính 2 km cũng không thoát khỏi sự tàn phá. Những người ở gần điểm nổ đều ngay lập tức bị bốc hơi. Trên sàn xi măng đen kịt chỉ còn lại vài bóng người méo mó. Một số người bị thương nặng đã chết ngay sau vụ nổ. Trong số đó có thị trưởng Awaya Senkichi. Các nạn nhân khác gồm khoảng 70.000 người bị thương ở mức độ khác nhau và một số lớn đã qua đời vì tác động của phóng xạ. Theo số liệu, cho đến năm 1999, tổng số người thiệt mạng trực tiếp và gián tiếp do vụ nổ hạt nhân này đã vượt quá 200.000 người. Tuy nhiên, Tsutomu Yamaguchi là một trong những trường hợp hiếm hoi sống sót sau cả hai vụ nổ ở Hiroshima và Nagasaki. Anh và đồng nghiệp đã tìm được một hầm tránh bom để trú ẩn qua đêm và sau đó được cứu sống. Ngày hôm sau, anh trở về Nagasaki và điều trị tại bệnh viện phụ trách của Mitsubishi Heavy Industries. Ngày 9 tháng 8, anh đã thông báo với cấp trên tại công ty về trải nghiệm kinh hoàng mà mình đã trải qua tại Hiroshima. Vậy nhưng dù thế nào, sếp cũng không tin vào những gì Tsutomu đã nói
làm sao một thành phố lớn như Hiroshima lại bị phá hủy hoàn toàn chỉ bằng một quả bom. Ngay sau đó, Tsutomu nhìn ra cửa sổ và một lần nữa, ánh sáng trắng quen thuộc lại xuất hiện. Anh theo bản năng quỳ gối xuống, lăn vào góc tường, mặt hướng xuống và ôm chặt đầu. Âm thanh vụ nổ mạnh mẽ vang lên, gần như phá hủy văn phòng được xây dựng từ cấu trúc bê tông chắc chắn. Lần này, sếp không còn hoài nghi vào lời nói của Tsutomu nữa, vì Nagasaki cũng đã biến thành địa ngục trần gian. Thế nhưng trong cơn tuyệt vọng, Tsutomu lại một lần nữa sống sót mà không hề bị thương. Thậm chí văn phòng mà anh đang làm việc chỉ cách điểm nổ bom nguyên tử khoảng 3 km. Trong vụ nổ này, quả bom nguyên tử với tên gọi Fat Man có sức công phá gấp 1,5 lần so với quả bom nguyên tử Little Boy. 36% tòa nhà ở thành phố Nagasaki bị phá hủy hoặc cháy. Dân số của thành phố Nagasaki là 274.000 người. Và sau chiến tranh, ước tính có đến 149.000 người thiệt mạng. Nếu không phải vì ba mặt thành phố Nagasaki được bao quanh bởi núi non, thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều. 6 ngày sau đó, Nhật Bản công bố đầu hàng không điều kiện, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai. Hai quả bom được quân đội Mỹ ném xuống Nhật Bản chính là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà con người sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường. Cho đến thời điểm hiện tại, đó vẫn là sự kiện duy nhất. Sau một vài thập kỷ, sức mạnh của bom hạt nhân đã tăng lên hàng trăm lần. Hiện nay, trọng lượng tương đương của bom hạt nhân W88 phổ biến nhất của Mỹ chỉ bằng khoảng 4-5.000 tấn TNT. Nhưng sức mạnh của vụ nổ của nó đã lớn hơn gấp 30 lần so với bom hạt nhân Hiroshima. Đây chỉ là loại bom hạt nhân thông thường, trong khi bom hạt nhân hiện đại nhất của quân đội Mỹ là B-83, có trọng lượng tương đương khoảng 1,7 triệu tấn TNT. Sức công phá lớn hơn 80 lần so với sức công phá của Little Boy. Quả bom hạt nhân lớn nhất mà Mỹ thử nghiệm là Castle Bravo, tạo ra vụ nổ có sức công phá tương đương 15 triệu tấn TNT, lớn hơn gấp 1.000 lần so với vụ nổ hạt nhân tại Hiroshima. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là loại bom hạt nhân mạnh nhất mà con người từng tạo ra. Năm 1961, Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm bom Sa Hoàng tại quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực, có sức mạnh tương đương với 3.864 lần quả Little Boy và 2.300 lần Fat Man. Khi bom Sa Hoàng phát nổ, một quả cầu lửa bán kính 4.600m xuất hiện, có thể nhìn thấy từ khoảng cách 1.000 km và vượt qua chiều cao phát nổ, gần như phá hủy chiếc máy bay ném bom. Đám mây hình nấm do vụ nổ tạo ra đạt độ cao tương đương với 7 lần đỉnh Everest, gây thiệt hại cho những căn nhà cách xa 55 km. Các cửa và cửa sổ của các căn nhà được làm bằng gạch đá cùng với mái nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Làn sóng xung kích phát ra từ vụ nổ đủ mạnh để lan tỏa khắp trái đất 3 vòng, thậm chí làm vỡ kính của nhiều ngôi nhà ở Phần Lan. Cơn gió bão từ vụ nổ đã thổi đi xa tới khoảng cách gần 100 km. Mặc dù lần này không có chất nổ, nhưng Mỹ phát hiện rằng vụ nổ đã gây ra động đất cấp 5 đến 5,25 theo thang độ Richter. Sức mạnh từ vụ nổ của bom Bravo chỉ xếp sau sự kiện tiêu diệt khủng long bằng thiên thạch gần 3 lần, như sự kiện phát nổ Tunguska. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là sức mạnh lớn nhất của bom Bravo. Cường độ nổ ban đầu của bom Sa Hoàng tương đương với 170 triệu tấn thuốc nổ TNT. Chính phủ Liên Xô lo ngại về tác động của ô nhiễm hạt nhân sau vụ nổ có thể gây ra phản đối quốc tế. Do đó, số lượng bom hạt nhân đã giảm xuống. Với sức mạnh của 60 triệu tấn thuốc nổ, trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân ngay lúc này, thì việc kết hợp tất cả vũ khí hạt nhân từ tất cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân trên thế giới có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho trái đất. Tuy nhiên, dù vũ khí hạt nhân đáng sợ, nhưng trong trường hợp phải đối mặt với cuộc chiến tranh hạt nhân, chúng ta vẫn có khả năng sống sót. Tsutomu Yamaguchi cũng đã trải qua hai vụ nổ hạt nhân liên tiếp mà vẫn sống sót. Mặc dù cả hai lần ông đều ở rất gần điểm nổ, Tsutomu đã sống đến 93 tuổi trước khi qua đời vào năm 2010 vì ung thư dạ dày. Để minh họa, chúng ta vẫn sử dụng vụ nổ hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki làm ví dụ. Trong tình huống bom hạt nhân nổ trên đầu, năng lượng nhiệt sinh ra có thể làm cho con người bốc hơi trong tích tắc. Nhưng nếu ở cách xa trung tâm 1.000 mét, khả năng sống sót là 50%. Khi khoảng cách tăng lên 3.000 mét, thì cơ hội có thể lên đến 75%. Nếu ở xa vụ nổ 5.000 mét, thì thương tích từ vụ nổ sẽ không gây tử vong ngay lập tức. Theo thống kê, cách trung tâm vụ nổ Hiroshima và Nagasaki 1.500 mét có hơn một nửa số người còn. Thậm chí cách trung tâm 170 mét cũng vẫn có người sống sót khi tình cờ xuống tầng hầm lấy đồ. Một người khác ở ngân hàng cách trung tâm 300 mét cũng may mắn thoát chết do kết cấu chắc chắn của tòa nhà ngân hàng.
kể cả khi một siêu bom hạt nhân nổ ở khoảng cách xa, sức mạnh của vụ nổ với trọng lượng 10.000 tấn và 20.000 tấn không khác biệt nhiều. Một quả bom có trọng lượng lớn gấp 100 lần chỉ mở rộng phạm vi tổn thất lên đến khoảng 7.000 mét, chứ không phải tăng khả năng sát thương cao gấp 100 lần. Thiệt hại của bom hạt nhân chủ yếu thông qua sóng xung kích, nhiệt độ và bức xạ. Để tránh xa sóng xung kích, dựa vào công nghệ hiện tại khi nhận được cảnh báo tấn công hạt nhân, chúng ta cần nhanh chóng tìm đến các cống hầm tàu điện ngầm, bãi đậu xe hoặc cửa hàng siêu thị dưới lòng đất để trú ẩn nếu không có cơ sở nào gần đó. Khi đang ở trong nhà, bạn có thể ẩn mình dưới giường hoặc nằm dưới gầm bàn, nhưng cần tránh xa cửa sổ để không bị tổn thương bởi kính vỡ. Nếu ở ngoài trời, tốt nhất là trốn ở góc tường hoặc nhảy vào rãnh của công trình cứng. Tuy nhiên, nếu không kịp nhận được cảnh báo hoặc chỉ nhận được cảnh báo vài giây trước, hãy ngay lập tức xác định trung tâm vụ nổ, sau đó nằm xuống hướng ngược lại, nhắm chặt mắt và bịt chặt ngón tay cái vào tai. Điều này có thể giúp làm giảm bớt thiệt hại, nhưng cần lưu ý không mở mắt nhìn sau khi nằm xuống, vì ánh sáng từ vụ nổ hạt nhân có thể gây tổn thương cho mắt, thậm chí là làm mù vĩnh viễn. Một trong những tổn thương chính do bom hạt nhân gây ra là bị bỏng do nhiệt độ sinh ra từ vụ nổ. Ở Hiroshima và Nagasaki, bỏng chiếm 30% tổn thương và tử vong. Khoảng cách gần đến điểm nổ thì tình trạng bỏng sẽ nặng hơn, ngay cả ở khoảng cách 1.500m từ điểm nổ cũng có thể gặp phải bỏng nặng. Thậm chí ở cự ly 4 đến 5 km cũng có thể cảm nhận được sức nóng. Để tránh bị bỏng, chúng ta cần tìm nơi trú ẩn phía sau các công trình cứng cáp. Ngoài ra, việc mặc trang phục màu nhạt rộng rãi hoặc vải bông cũng có thể giúp bảo vệ khá hiệu quả. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất ở vũ khí hạt nhân không phải là bị bỏng hay tổn thương mắt, mà là bức xạ. Nếu rơi vào vùng bức xạ mạnh, con người có thể tử vong ngay lập tức hoặc sau đó một thời gian. Sau một khoảng thời gian, người bị nhiễm bức xạ có thể xuất hiện cảm giác buồn nôn, sốt, chảy máu cam và tiêu chảy, rụng răng và tóc, xương nội tạng và da bong chóc cho đến khi qua đời. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh phóng xạ cấp tính, nhưng may mắn là chúng ta có thể bảo vệ mình khỏi phóng xạ ngay cả khi không có áo bảo hộ. Trong trường hợp có vụ nổ hạt nhân và bạn đang ở trong một nơi kín đáo thì không cần lo lắng. Các nơi như hầm điện ngầm, hầm trú ẩn, v.v. sẽ bảo vệ tốt trong không gian kín. Miễn là nơi đó không bị phá hủy thì mọi người bên trong sẽ an toàn. Nếu không có nơi bảo vệ, hãy nhanh chóng vào bên trong nhà hoặc ô tô, đóng kín các cửa. Sau 3 đến 4 giờ bạn có thể ra ngoài, bởi vật liệu phóng xạ sẽ mất năng lượng nhanh chóng. Sau một thời gian, rủi ro phóng xạ sẽ giảm đáng kể. Nếu đang ở trong môi trường có sương mù, hãy cố gắng tìm vật che phủ cơ thể và nằm xuống như tấm nhựa hoặc áo mưa. Điều này giúp ngăn chặn bụi phóng xạ rơi vào cơ thể. Khi tỉnh dậy, hãy nhanh chóng vứt bỏ vật che phủ. Như vậy thì tác động bức xạ sẽ không quá lớn. Cần lưu ý rằng, sau khi bom hạt nhân phát nổ, thường sẽ có mưa. Nước mưa trong thời điểm này chứa chất phóng xạ, do chúng bị hấp thụ bởi nước nên rất nguy hiểm và cần tránh xa. Sương mù trong thời tiết mưa cũng tiềm ẩn nguy cơ. Tuy nhiên, bạn tiếp xúc với chất ô nhiễm như nguồn nước bị nhiễm phóng xạ thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hãy cởi bỏ quần áo bị nhiễm bẩn, gói chúng trong túi nhựa và vứt nó ra xa càng tốt. Sau đó, ngay lập tức tìm cách để tắm sạch cho bản thân bằng cách sử dụng xà phòng và sáp. Không nên sử dụng dầu xả để tránh tóc hấp thụ tia phóng xạ. Nếu không có điều kiện tắm, hãy dùng nước sạch để rửa tay, sau đó mới rửa mặt thật sạch. Bụi phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân có thể gây ô nhiễm cho nguồn nước và thức ăn. Để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng thức ăn trong bao bì kín và uống nước đóng chai. Trước khi nhận thông báo an toàn chính thức thì không nên uống nước, kể cả khi đã đun sôi. Nếu có điều kiện, hãy rửa sạch bao bì của thực phẩm và nước trước khi sử dụng. Một số vật phẩm kim loại như vàng hoặc bạc trong một phạm vi nhất định có thể tạo ra bức xạ cảm ứng. Tuy nhiên, không cần quá lo lắng về tác động của sóng bức xạ này. Chúng ta hy vọng không bao giờ phải đối mặt với tình huống tấn công hạt nhân và mong rằng kiến thức này sẽ không bao giờ cần thiết. Nút công cụ của hạt nhân của Hoa Kỳ được đặt trong tay Tổng thống. Theo quy định, chỉ có Tổng thống Mỹ mới có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ luôn được đi cùng một người mang theo chiếc vali màu đen, được gọi là vali hạt nhân. Trong chiếc vali này chứa 4 thứ. Đó là cuốn sách màu đen ghi chép số lượng tên lửa hạt nhân của Mỹ, địa điểm triển khai và tuyến đường phóng dự kiến. Một danh sách các căn cứ bí mật mà Tổng thống có thể sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Một chương trình phát sóng khẩn cấp ghi âm bài phát thanh của Tổng thống tới toàn quốc sau khi bị tấn công. Cuối cùng là thẻ xác minh có mã số xác minh của Tổng thống. Khi Tổng thống Mỹ quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ cần thông qua một máy thu phát tín hiệu vệ tinh bên trong chiếc vali để ra lệnh cho Lầu Năm Góc
kích hoạt chương trình tấn công bằng tên lửa hạt nhân ngay lập tức. Nếu Tổng thống ra lệnh tấn công bằng bom hạt nhân vào một quốc gia khác, đặc biệt là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thì trường hợp này có thể dẫn đến phản công từ phía quốc gia đó. Và khi tình hình leo thang có thể gây ra sự hủy diệt toàn bộ trái đất, sự sống còn của loài người có thể phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất. Do đó, quân đội có trách nhiệm xác nhận tính hợp lệ của lệnh từ Tổng thống. Nếu lệnh được coi là không hợp pháp, tư lệnh tối cao có quyền từ chối thực hiện. Bạn nghĩ gì về những kinh nghiệm được chia sẻ từ những người sống sót sau các vụ nổ hạt nhân? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.